Như các bạn cũng đã biết, sau khi Vương Lâm đi vào trong cổ thần chi địa, anh ấy đã gặp phải những thử thách đầu tiên là hết sức gian nan. Tuy nhiên, Vương Lâm cũng khá mưu mẹo, ngay khi vừa bước vào trong không gian cổ thần, anh ấy đã nhận thấy điểm đáng ngờ của đám người kia. Bởi vậy, khi phát hiện ra điểm bất thường trong bụng giao long, Vương Lâm liền tự mình chui vào miệng nó, vừa cắt đuôi được đám lão quái hóa thần kỳ, vừa tìm kiếm được đồ tốt cho mình, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Tiếp theo, sau khi từ trong bụng giao long lấy một ít giao tùy, Vương Lâm đã liền tìm đường thoát khỏi nơi này. Thế nhưng, trời trêu thay, nơi đây chỉ có thể đi tiếp. Bởi vậy, vừa qua những khó khăn của cửa ải ngoài rìa, Vương Lâm liền tiến vào cửa ải chính thức đầu tiên, đó chính là hành thổ chi địa. Ở tại cửa ải này, Vương Lâm đã gặp phải đám hoang thú với số lượng cực kỳ đông đảo. Thế nhưng, sau khi chế tạo ra ma đầu thứ hai, hành trình của Vương Lâm đã khá dễ thở. Chẳng những vậy, khi Mạnh Đà Tử đối đầu với hoang thú Vương Tu Vi hóa thần đại viên mãn, Vương Lâm nhân cơ hội lão cóc già cùng tên kia một đòn đồng quy vu tận dẫn đến kiệt sức. Anh ấy đã liền kéo hắn ta lại để đám hoang thú cắn xé, thân thể nổ tung rồi biến mất, còn túi chữ vật, Vương Lâm liền đoạt lấy nó. Tuy nhiên, mình có một bật mí nho nhỏ, nếu như chỉ nhìn qua, Mạnh Đà Tử đã bỏ mạng. Nhưng thật ra, hắn ta lại vẫn còn sống và bị đưa vào trong không gian khác. Không gian này chính là nơi vây nhốt đám người sau khi bỏ mạng. Thế nhưng, cho dù là còn sống, thế nhưng thần trí đã bị xóa bỏ và trở thành yêu ma ở trong không gian đó, chịu sự sai bảo của một gã nam tử thủ lĩnh cực mạnh. Trở lại với Vương Lâm, sau khi lấy mạng Mạnh Đà Tử, anh ấy liền vượt qua đám hoang thú và tới với cửa ải thứ hai. Tại cửa ải thứ hai này, Vương Lâm bước vào hành trình khá dài. Đầu tiên, anh ấy phải vượt qua một cây cầu với rất nhiều huyễn cảnh. Chỉ cần Vương Lâm quay đầu lại, anh ấy rất có thể sẽ mất mạng. Thế nhưng, đạo tâm của Vương Lâm khá kiên định, dù là huyễn cảnh đối đầu với hoang thú tu vi hóa thần kỳ hay là huyễn cảnh cha mẹ xuất hiện, Vương Lâm vẫn không quay đầu lại. Bởi thế, anh ấy rất nhanh đã vượt qua cây cầu kia và bước tới một ngọn núi. Tuy nhiên tại đây, Vương Lâm đã gặp phải khó khăn. Điều này cũng bởi người đi trước anh ấy là Lục Dục Ma Quân đã hạ rất nhiều cấm chế. Chính vì vậy, khi Vương Lâm vừa tới, anh ấy phải phá giải cấm chế mới có thể đi tiếp được. Thế nhưng, với kiến thức về cấm chế là con số 0, Vương Lâm phải học rất nhiều. Mấy năm thời gian trôi qua, nhờ việc phá giải rất nhiều cấm chế, cuối cùng Vương Lâm cũng thành thạo và băng băng tiến về phía trước. Tuy nhiên không lâu sau, ở phía dưới Vương Lâm lại xuất hiện một người nữa, đó chính là Cổ Đế. Lão quái này cũng không bỏ mạng. Sau khi bị nuốt vào, bằng vào pháp bảo cùng tu vi mạnh mẽ, hắn ta vẫn còn sống và vượt qua cửa ải đầu tiên và tiến tới đây. Thế vậy, Vương Lâm liền quyết định ngư ông đắc lợi. Ngay sau đó, anh ấy nhanh chóng lùi ra để Cổ Đế vượt qua mình. Quả nhiên, vừa khi gặp nhau, Cổ Đế cùng Lục Dục Ma Quân đã giao chiến, trả lại món nợ khi trước ở bên ngoài. Tuy vậy, với sự cáo giả, bọn họ cũng nhanh chóng phát hiện ra sự có mặt của người thứ ba. Bởi thế, hai bên đình chiến và đi hết cửa ải thứ hai. Phía sau, Vương Lâm ngư ông đắc lợi, anh ấy cũng nhanh chóng tiến lên và vượt qua cửa ải thứ hai. Nhờ thế, anh ấy đã gặp được hư ảnh cổ thần và được truyền thừa ký ức chế tạo cấm phiên. Tiếp theo, Vương Lâm vượt qua vòng xoáy và đến cửa ải thứ ba. Lần này, hiện lên trước mắt Vương Lâm là một không gian y hệt với ngoại vực khi trước anh ấy tái sinh ở đó. Như cá gặp nước, với bản lĩnh là thôn hồn, Vương Lâm lập tức sai du hồn đi thăm dò nơi này. Ngay sau đó, anh ấy liền biết được toàn bộ vị trí của đám lão quái tu vi hóa thần kỳ. Không lâu sau, Vương Lâm đã tới được vị trí của Cổ Đế. Sau đó, anh ấy liền sai du hồn bao vây tên kia và lấy mạng rồi mang túi chữ vật rời đi. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, hư ảnh của Mạnh Đà Tử lại xuất hiện. Ngay lập tức, thân hình yêu ma kia liền ném Cổ Đế vào không gian khác và tha hóa nó biến Cổ Đế trở thành yêu ma giống Mạnh Đà Tử. Thế nhưng, Vương Lâm cũng không khá hơn. Ngay sau đó, anh ấy liền bị Mạnh Đà Tử đuổi bắt truy sát đến cùng. Trên đường đi, Vương Lâm liền đảo qua chỗ của Bát Cực Ma Quân. Bởi thế, lão quái kia đã bị Mạnh Đà Tử phát hiện và tóm lấy rồi ném vào không gian kia. Cứ thế, toàn bộ đều bị tha hóa trở thành yêu ma. Lúc này, trong đám người kia, chỉ còn Lục Dục Ma Quân là còn sống. Thế nhưng, trong hành trình bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của Mạnh Đà Tử, Vương Lâm đã liền chơi xấu tên này một chút. Bởi thế, Lục Dục Ma Quân lập tức bị truy sát. Đặc biệt hơn, người truy sát hắn là sư phụ khi xưa của mình trong bộ dạng yêu ma. Tuy vậy, với trí tuệ của mình, Lục Dục Ma Quân vẫn chạy thoát được. Sau đó, hắn ta cũng vượt qua ải và tới với cửa thứ tư. Đáng tiếc tại đây, hắn mới biết dẫn dụ hắn tới đây là cái bẫy do sư phụ mình sắp đặt ngàn năm qua. Bởi vậy, sau khi giao chiến, Lục Dục Ma Quân đã bỏ mạng. Cứ thế, toàn bộ lão quái hóa thần trung kỳ và sơ kỳ cùng đi với Vương Lâm đã bị anh ấy dùng mưu mẹo dẫn đến bỏ mạng và trở thành yêu ma ở nơi này. Đám người này đúng là dẫn hổ vào rừng đúng không các bạn? Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!